Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Trong video ngày hôm nay, Happy Land rất là vui khi được chia sẻ cùng với các bạn một mẫu đầm vô cùng đơn giản nhưng mà cũng hết sức đáng yêu. Một mẫu đầm nhẹ nhàng, xinh xắn, dễ thương. Đó là mẫu đầm cúp ngực, tay bèo cánh tiên. Đây, ở đây là cái mẫu đầm cúp ngực tay bèo cánh tiên của mình đây. Với cái mẫu đầm cúp ngực này thì mình phát triển ý tưởng từ cái mẫu đầm cúp ngực không dây. Sau đó mình sẽ móc thành cái đầm cúp ngực 2 dây. Và từ cái đầm cúp ngực 2 dây mình sẽ phát triển và móc thêm cái phần bèo cánh tiên này để tạo ra cái phần tay, cái phần tay áo như thế này. Thì cái phần tay này mình sẽ móc để cho nó che cái phần vai của mình thôi nha. Tức là nó chỉ đủ để che cái phần vai thôi. Với cái mẫu đầm này là mình đang phát triển thêm ý tưởng dựa trên cái mẫu đầm cúp ngực 2 dây. Nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung chia sẻ cái cách để móc cái phần bèo cánh tiên thôi. Mình sẽ tập trung chia sẻ vào cái phần cách móc cái bèo cánh tiên này. Còn về cái phần thân đầm và cái phần 2 dây thì các bạn chịu khó quay lại cái video hướng dẫn móc đầm cúp ngực 2 dây của Happy Land các bạn xem lại nha. Thì mình sẽ nói lại một chút về cái chất liệu của cái đầm này. Ở đây mình sử dụng cái sợi là sợi NR2 có kích thước là 0.8 mm. 0.8 mm và mình sử dụng kim là kim 1.5 mm. Sợi NR2 thì nó có thành phần là 100% acrylic. Mình móc cái đầm này cho người tương ứng với size M á, là mình móc hết 250 g sợi nha các bạn, rất là nhẹ luôn. Và phần phía sau đây thì mình có tra khóa kéo. Đây, mình sử dụng khóa kéo, các bạn cũng có thể dùng khuy nút nha. Thì trong cái video hướng dẫn móc đầm cúp ngực không dây và đầm cúp ngực 2 dây, mình đã có chia sẻ rất chi tiết về cái phần móc cái đầm này rồi. Cái mẫu đầm này nó khá là đơn giản nha các bạn. Các bạn móc đầm cúp ngực không dây, 2 dây hay là tay bèo cánh tiên thì tất cả đều rất là đơn giản. Vì nó đơn giản bởi vì là ở đây thứ nhất là về cái họa tiết, mình sử dụng toàn bộ là mũi kép. Và mình có cái phần đây, cái phần bèo phía dưới thì mình sử dụng cái họa tiết lưới ô vuông cũng hết sức là đơn giản. Đây còn phần bèo cánh tiên mình cũng sử dụng cái họa tiết lưới ô vuông cũng rất là đơn giản nha các bạn. Và cái thứ hai nữa nó đơn giản là bởi vì các bạn sẽ không có phải chiết nách, chiết cổ nha, các bạn sẽ không có phải chiết nách, chiết cổ gì hết. Nên là với bạn nào mà mới bắt đầu móc váy đầm các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được nha. Thì sau đây mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn chi tiết cái phần móc cái tay bèo cánh tiên này. Bây giờ mình sẽ đi móc cái phần tay áo bèo cánh tiên như thế này. Cái phần bèo cánh tiên này mình sẽ móc trực tiếp vào cái phần dây áo nha. Còn chi tiết cái cách móc cái đầm và cái phần dây áo này như thế nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ không chia sẻ nữa. Nếu mà bạn nào mà chưa có xem được, chưa có biết được thì các bạn chịu khó quay lại cái video hướng dẫn móc đầm cúp ngực 2 dây để xem lại dùm mình nha. Hôm nay mình sẽ tập trung chia sẻ cái phần tay xòe bèo cánh tiên như thế này. Thì ở cái phần tay bèo cánh tiên này mình sử dụng cái họa tiết là cái họa tiết lưới ô vuông. Mình móc để mình tạo ra cái độ xòe của cái phần tay áo và cái độ dài của cái phần tay cánh tiên này thì mình sẽ để là nó trùm qua vai thôi. Nó trùm qua cái bờ vai của mình thôi. Còn nếu mà bạn nào muốn nó dài hơn thì các bạn sẽ móc nó dài hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chia sẻ chi tiết. Thì khi mà các bạn móc xong cái phần dây áo, nếu mà bạn nào thích cái mẫu tay bèo cánh tiên thì mình sẽ không có cắt sợi nha. Mình không cắt sợi, mình để đó, mình sẽ móc liền cái phần tay bèo cánh tiên. Còn nếu mà bạn nào thích cái đầm cúp ngực 2 dây thì mình sẽ cắt sợi và mình giấu sợi là mình được cái đầm cúp ngực 2 dây rồi. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mình móc
cái phần tay bèo cánh tiên. Ở đây mình các ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. 1 2 3. Ba bính này sẽ tương ứng với một mũi kép. Tiếp theo mình sẽ lên thêm 2 bính. 1 2. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi kép. Lấy sợi lên và móc một mũi kép vô đây. Mình sẽ móc các mũi nó vào khoảng giữa của hai hàng nha các bạn. Tức là cái điểm giao giữa hàng kép, giữa hai hàng kép đây là nó sẽ có một cái điểm giao ở giữa đây, thì mình sẽ móc những cái mũi móc của mình vô đó, chứ mình không có móc vào cái khoảng mũi kép nha các bạn. Nếu mà các bạn móc vào cái khoảng mũi kép này thì nó sẽ tạo ra cái lỗ, ở cái chân kim á, nó sẽ rất là to. Nên là mình sẽ móc vào khoảng giữa của hai hàng mũi kép. Đây mình sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục lên 1 2 bính. Mình móc tiếp một mũi kép vô cùng cái chân đó. Rồi các bạn lên tiếp 1 2 bính. Mình móc vào cái khoảng giữa của hai hàng kép tiếp theo. Một mũi kép. Lên 2 bính. Móc một mũi kép vào cùng cái chân đó. Tức là đây một cái chân mà cái điểm giao giữa hai hàng kép đó, mình sẽ móc hai mũi kép vô đó. Và khoảng cách giữa hai mũi kép này được tạo ra bởi hai bính. Đây, và khoảng cách giữa các mũi kép của mình luôn là hai bính nha các bạn. Tiếp tục mình lên 1 2 bính. Móc một mũi kép vào cái chân tiếp theo, vào cái khoảng giữa hai cái hàng kép tiếp theo đó. 1 2 lên 2 bính. Móc một mũi kép vào cùng cái chân đó luôn. Các bạn cứ móc lần lượt cho tới hết cái phần dây áo của mình nha. Tới đây là mình đã gần xong cái hàng bèo đầu tiên của cái phần dây áo này rồi. Thì ở đây mình sẽ còn một cái chân nữa, cái chân mà nối giữa cái dây áo và cái thân trước đó các bạn. Cái thân trước, cái này của mình bắt đầu từ thân sau. Ok, với cái thân trước ạ, thì bây giờ các bạn cũng sẽ móc vào đây một cái cụm như thế này nữa nha. Mình vẫn lên 2 bính. 1 2 bính. Này, sau đó mình cũng sẽ móc một mũi kép vô cái chân này đây. Tiếp theo lên 1 2 bính. Và mình móc một mũi kép vô chung cái chân đó luôn. Đó, vậy là mình đã kết thúc được cái hàng bèo đầu tiên. Bây giờ tiếp tục đến cái hàng bèo thứ hai này. Mình sẽ lên 1 2 3 bính. 3 bính này nó vẫn coi như một mũi kép nha các bạn. Mình tiếp tục lên 1 2 bính. Mình quay sản phẩm lại. Quay lại. Các bạn móc một mũi kép chung vô cái chân nó luôn, chung vô cái chân mà mình vừa lên bính đó. Đây là mình đang tăng mũi, mình sẽ tăng mũi ở hai đầu. Đó, tiếp tục bây giờ các bạn sẽ lên 1 2 mũi bính và mình móc một mũi kép vào cái chân kép kế tiếp. Để mình tạo ra cái họa tiết lưới ô vuông như thế này. Đây mình đang tăng mũi như thế này đây nha các bạn. 1 2 tiếp tục mình cũng lên 2 bính. Móc một mũi kép vô cái chân kép tiếp theo. 1 2 và cứ móc lần lượt cho tới hết. Mình sẽ tăng mũi ở hai đầu nha các bạn. Còn ở cái khúc giữa các bạn cứ móc họa tiết ô vuông. Lên 2 bính, móc một mũi kép vào cái chân tiếp theo. Mình móc mũi kép lên cái đầu mũi kép của cái hàng trước nha các bạn. Và cái khoảng giữa hai bính thì mình vẫn cứ lên 2 bính bình thường. Đây, tới đây là mình còn một cái mũi mà mình lên dây bính nhá các bạn. Ở cái
cái hàng bèo đầu tiên, cái mũi đầu tiên mà mình lên ba bính nó, thì ở đây mình sẽ còn một mũi nữa, các bạn nhớ móc cho nó đủ nha. Thì ở đây mình cũng sẽ móc một mũi kép xô. Ở đây mình tăng mũi hai đầu nha các bạn, đầu bên này mình đã tăng một mũi rồi này, nên ở bên này mình cũng sẽ tăng một mũi, nên ở đây mình sẽ liên tiếp một hai bính, sau đó mình móc một mũi kép vô cái chân này luôn, vô cái chân mũi cuối cùng này luôn, là ở đây mình cũng tăng lên một bính. À quên, tăng lên một mũi nha các bạn, để cho hai bên mình sẽ tăng mũi hai đầu luôn. Bây giờ mình cũng sẽ lên một hai ba, ba bính này tương ứng với một mũi kép này, lên tiếp hai bính, một hai, mình sẽ quay lại này. Quay lại và móc một mũi kép vô cái chân mà mình vừa lên bính luôn nha, mình cũng đang tăng mũi đó. Giờ mình tiếp tục lên hai mũi bính và móc một mũi kép vô cái chân kép tiếp theo, và cứ thế các bạn cứ móc lần lượt cho tới hết, một hai bính, móc một mũi kép vô cái chân kép tiếp theo. Mình sẽ chỉ tăng mũi ở hai đầu thôi nha các bạn, còn ở cái phần giữa các bạn cứ móc họa tiết ô vuông như bình thường. Đây, tới đây mình còn cái mũi cuối cùng, cái mũi mà mình lên dây bính đó. Tại đây các bạn cũng sẽ móc một mũi kép bình thường này. Các bạn lên hai bính này và móc một mũi kép bình thường vô đây. Sau đó ở đây mình sẽ tăng mũi lên đây các bạn sẽ lên một hai bính và móc thêm một mũi kép chung vô cái chân đó. Vậy là mình đã tăng mũi ở đầu bên này, tức là hai đầu mình đều tăng mũi. Và tiếp tục mình cũng sẽ lên một hai ba bính này, xong tiếp tục một hai bính, quay lại ở đây mình sẽ móc một mũi kép vô cái chân nó luôn, vô cái chân mà mình vừa lên bính đó, và mình cũng đang tăng bính đó. Tiếp tục một hai, móc một mũi kép vô cái chân kép tiếp theo, các bạn cứ móc lần lượt nha, các bạn cứ móc lần lượt lặp đi lặp lại như thế cho tới khi mà đủ cái độ dài. Đây mình tăng bính để cái đường đường hai đầu của mình nó sẽ chéo chéo thế này, chéo chéo này, để đến lúc mà mình sẽ ráp vào cái phần nách đây nha các bạn. Các bạn sẽ móc cho tới khi mà hai cái điểm này, khi mà các bạn đặt vào như thế này, khi các bạn đặt hai cái đường chéo này vô đây mà nó đi vào và nó gặp nhau ở cái điểm giữa nách thì mình sẽ dừng lại nha. Đây, giống như bên này của mình đây, hai cái đường chéo này chúng ta sẽ, các bạn sẽ đặt nó vô cái phần nách của mình đây, đến khi hai đầu hai bên nó gặp nhau ở đây thì mình sẽ dừng lại và mình móc tiếp. Thì các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như thế, hai đầu mình sẽ tăng mũi, và ở khúc giữa thì mình vẫn móc cái họa tiết lưới bình thường. Thì mình sẽ gặp lại ở các bạn là cái phần khi mà đã móc đủ cái độ dài của hai hai đầu cho tới khi nó vào cái phần giữa của nách nha. Từ đây là mình đã móc đủ cái số cái hàng bèo rồi. Đây, khi mà các bạn móc này, các bạn sẽ mình sẽ ướm rô như thế này nha. Các bạn đặt bình thường thôi chứ mình không có cần kéo, mình không có phải kéo. Và mình cũng đừng có để nó trùng nha. Đây các bạn đặt ướm như thế này. Đến khi hai cái điểm này nó gặp nhau rồi thì mình sẽ dừng lại. Thì bây giờ trước khi mà móc tiếp á thì mình sẽ khâu nha. Mình sẽ khâu cái phần này trước. Cái này mình đánh dấu nó vào để cho nó khỏi bị tuột cái sợi móc của mình ra. Bây giờ mình sẽ khâu nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ gập cái này vô. Đây, cái phía này là cái phía mắt phải của mình đây nha. Mình gập vô này. Các bạn kẹp vô, kẹp cái đường bèo này vô này, vô mấy cái nách này. Đó, mình sẽ khâu ở phía bên trong này nha. Thì đến lúc mình lật ra này thì cái đây nó ra sẽ là phía mặt phải, còn bên trong thì nó sẽ là phía mặt trái. Đây mình sẽ dùng kim khâu len để khâu. Và mình dùng cái sợi mà mình đang móc nha, mình dùng chính cái sợi mà mình đang móc á để mình khâu luôn cho nó cùng màu.
Bây giờ trước khi khâu thì các bạn sẽ cố định trước. Mình sẽ cố định lại một chút. Các bạn cũng có thể khâu lược trước nha. Khâu lược để cho nó giữ, sau đó mình sẽ khâu chắc chắn sau. Ở đây thì mình sẽ cố định nên là mình khâu luôn chứ mình không có khâu lược. Đây, các bạn gập rồi như này, mình đặt bình thường nha, không có kéo. Bây giờ các bạn sẽ khâu ở cái phía mặt trái, cái phía mặt trong như này, để lúc mình lật ra đây, phía đây nó sẽ là mặt phải. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khâu này. Của mình ở đây là nó là những cái họa tiết ô vuông. Nên khi mà các bạn khâu á, mình sẽ khâu vào cái điểm mà mình móc nha. Cái điểm mà mình móc mũi kép hoặc là mình lên dây bính. Chứ mình sẽ không khâu vào cái phần ô Cái vuông nha. phía bên cái phần nách của mình đây nó đang là toàn bộ là mũi kép. Thì ở đây mình sẽ cứ cách ra hai chân, mình sẽ đâm kim một lần. Do ở đây này, các bạn quan sát này, cái họa tiết ô vuông của mình là mình lên ba bính, ba bính nó tương ứng với một mũi kép đó. Thì ở đây hai cái mũi này thì nó có cái độ dài tương ứng là hai bính đó, thì mình sẽ đâm ở cái chân, đâm kim vào cái điểm mà mình đâm mũi kép, và bên kia thì ở phía vòng nách thì mình sẽ cách ra hai chân kim, mình đâm vào cái chân kim thứ ba nha, mình cứ khâu lần lượt như thế. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khâu nè. Mình sẽ khâu suôn từ bên này sang bên này luôn nha các bạn. Thì cái phần đầu sợi này các bạn không có thắt nút nha, để cho cái sản phẩm của mình nó không có bị mối nối. Lát nữa mình sẽ lại mũi sau. Đây, đây là cái điểm mà mình đâm mũi kép này. Đó, xong mình đâm vào cái một cái mũi của bên kia. Cái này mình các bạn giữ lại cái sợi này để lát nữa mình sẽ lại mối, chứ mình không có tạo nút. Tạo nút thì cái sản phẩm của mình khi nó lên á, nó sẽ bị cái mối nối á. Nên là đây mình sẽ không có tạo nút. Đó, và bây giờ mình cứ cách ra hai chân. Các bạn lựa đâm kim ở cái điểm mà mình móc nha. Còn cái phần ô vuông á, cái phần họa tiết ô vuông thì mình không có đâm kim vô. Này nếu mà bạn nào biết may á thì mình may cũng được nha, mình may vô, mình gập vào và mình chạy chỉ vô. Còn nếu mà mình khâu cũng được, tại vì là nó cũng rất là ít, chỉ hơn chục lần đâm kim là xong rồi à.
Hay các bạn lấy cái sợi nó dài dài ra một xíu nhé, để cho nó đủ cho mình khâu cho nó thoải mái. Mình đây thì mình lấy nó hơi bị ngắn. Đây, sau khi mà mình khâu xong đây thì cái đường khâu của mình đây, đường khâu của mình đây nó cũng rất là đẹp nha. Các bạn nhìn rõ không ạ? Bây giờ sau khi mà khâu xong rồi thì mình sẽ lại mối và cắt chỉ thôi. Các bạn lại mối và mình cắt sợi đi. Đây còn cái đầu sợi bên này, bây giờ các bạn sẽ quay lại mình lại mối nha. Mình lại mối mình cắt sợi để mà cái sản phẩm của mình nó không có bị nút thắt. Khi mà lại mối xong này, các bạn luồn cái đường cái sợi dư của mình theo cái chiều của cái mũi mà mình móc nha, theo cái chiều mũi kép á. Các bạn cứ luồn nó đi một đoạn xa xa ra. Coi như mình lại mối xong cái phần sợi dư, các bạn cắt đi nha. Từ đây là mình đã khâu ráp xong cái phần tay áo vào mấy cái phần nách đây. Đây là sau khi mà mình khâu xong nha các bạn, cái đường khâu cũng rất là đẹp luôn, rất là nét luôn nha các bạn. Còn đây là cái phía mặt trong của mình, cái phía mặt phải đó. Không có một mối nối nha các bạn. Cái mẫu đầm tay xòe cánh tiên này thì cái phần nách mình sẽ để mỡ, tức là mình để mỡ như thế này. Còn nếu mà bạn nào mà muốn nó khít á, muốn cái phần nách này nó chùm khít lại thì các bạn có thể móc thêm một hoặc hai hàng nha. Các bạn chỉ nên móc một hoặc hai hàng thôi để cái tay, cái phần bèo của mình nó chùm vừa cái phần vai của mình thôi nha. Còn nếu mà bạn nào thích móc dài hơn thì các bạn có thể tùy điều chỉnh. Nói chung là tùy sở thích của các bạn để các bạn điều chỉnh. Và khi mà nếu mà các bạn móc thêm hàng á, thì ở đây mình cứ móc vòng tròn, mình cứ móc vòng tròn cái họa tiết ô vuông này nha. Và mình không có tăng mũi nữa, mình không có tăng mũi. Các bạn sẽ móc giống như cái phần bèo dưới này của mình này. Đó, sau khi mà mình đã điều chỉnh xong rồi, đã ráp xong hết như thế này rồi và muốn móc thêm hàng thì các bạn cứ móc vòng tròn cái này và mình cứ móc bình thường, không có thêm hàng gì cả, không có thêm bớt hàng gì. Móc cho tới khi đủ cái độ dài như các bạn mong muốn thì mình sẽ dừng lại. Còn như của mình ở đây thì là cái mẫu này của mình là mình để dạng cánh tiên nách hở nên là mình sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Đó. Sau khi mà móc xong rồi thì các bạn sẽ lại mối và mình cắt sợi nha. Các bạn sẽ làm tương tự với cái phần tay còn lại, cái phần bên này, cái phần nách bên này nha. Và lưu ý là các bạn khi mà các bạn móc xong cái hàng đầu tiên á, cái hàng bèo đầu tiên thì các bạn nên đếm lại nhá, để cho hai bên này nó sẽ đều nhau, để cho cái phần bèo, cái số hàng của hai bên, số mũi móc của hai bên này nó sẽ đều nhau nha các bạn. Thì cái hàng đầu tiên á, khi mà các bạn móc cái phần dây áo này, cái phần dây đầm này mà các bạn đếm số hàng nó đều nhau rồi thì các bạn móc cái mũi của cái hàng bèo đầu tiên thì nó cũng sẽ đều nhau thôi. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì mình nên đếm lại một lần để đảm bảo là khi mà mình móc xong thì hai cái phần tay bèo này nó sẽ đều nhau, cân đối với nhau nha. Thì tới đây là cái bài chia sẻ của mình về cái cách móc cái tay xòe cánh tiên đã kết thúc. Hy vọng cái bài chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái việc tạo ra một cái sản phẩm như mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.